À, có bạn hỏi là làm sao để mình giảm được sự nóng tính. Đầu tiên là uống nước. Người mình đang nóng, mình uống nước mà có thêm một vài viên đá thì nó giảm nhiệt độ. Nước còn mang tính chất phong thủy, được gọi là điện tích âm. Mình nóng là điện tích dương. Hỏa đang dâng, dập nước vô. Cách thứ hai cũng là theo phong thủy, nằm lăn ra đất. Ví dụ khi bếp đang bực chồng bếp gì, kiểu như mình đòi mua cho một cái túi xách đi thí dụ vậy đi, hay mình đòi mua cho một đôi giày. Nhiều khi mình mua để ngắm thôi, chứ mình mập quá thì nhiều khi mua đôi giày cao quá đi tội, đôi giày đâu dám đi, toàn mang dép lào. Thế thì anh biết là mình sẽ không đi được, anh không mua, anh không mua mình tức quá không biết làm gì, thế là mình nằm lăn ra đất. Nằm lăn xong mình thấy đất nó mát quá, ngồi lại thấy nó lạnh quá, thôi hết tức thì đứng dậy đi về. Kiểu vậy. Thế thì những bạn nào nóng tính, các bạn sẽ có những điều sau đây có thể giảm được. Việc thứ nhất, điều hiệu quả nhất với các bạn đó chính là thiền. Pepper thích gọi bản thân mình là một thiền sinh. Pepper thầy thích nhất hạnh là thiền sư, còn Pepper thì đọc sách của thầy, nghe thầy giảng, theo dõi thầy và luôn luôn hướng theo sự chỉ dạy của thầy. Và Pepper thích tự gọi mình là thiền sinh, có nghĩa một học sinh đang theo học về thiền. Thiền là một trong những cách bạn có thể kiểm soát được suy nghĩ, kiểm soát được sự mông lung, nhưng bạn phải làm một bước trước khi bạn bước chân vào thiền, đó là bạn hiểu về tâm lý của bản thân bạn. Hay nói đúng hơn, để bước vào thiền và nhập tâm với thiền và hòa quyện với thiền như một cái hơi thở nhẹ nhàng đi vào và đi ra, đầu tiên bạn hiểu một chút xíu về kiến thức tâm lý để bạn hóa giải những cái tổn thương, hóa giải những cái kiến thức tâm lý của bản thân, thì sau đó bạn học thiền sẽ rất là thăng hoa. Ví dụ như Pepper có những người bạn thân trước đây chưa bao giờ nhắm mắt được một phút nào, cứ nhắm mắt lại là thấy bóng qua bóng lại, lại thấy cái này thấy cái kia, rồi bị ảo giác, rồi lại bị suy nghĩ, nó nhập vào tâm mình. Thế thì như là tẩu hỏa nhập ma. Sau đó cứ gặp Pepper, Pepper nói là khoan, đừng thiền vội. Cho dù bạn có đi học thiền, bạn cố nhắm mắt lại, bạn cố đi theo sự chỉ dẫn của các thầy, chưa chắc tâm bạn nó không động đậy. Bạn chỉ kiểm soát được cái người bạn không động đậy thôi, còn cái tâm nó vẫn cứ động tùm lum. Vậy thì việc đầu tiên, tháo gỡ tổn thương, hiểu về bản thân mình và hiểu về mục đích sống của bản thân, hay nói đúng hơn, có kiến thức tâm lý. Đây là một trong những điều bé bơ rất ưu tiên các bạn, để các bạn có thể cho bản thân mình một khoảng thời gian thật nhẹ nhàng tháo gỡ chữa lành trước khi các bạn bước vào một cái thế giới thật sự tuyệt vời, và là một cái con đường mà Pepper luôn luôn khuyến khích các bạn đi, đó là trở thành một thiền sinh giống như Pepper ha. Vậy thì vấn đề thứ hai để giúp các bạn bớt nóng tính đó là nhớ nóng là lửa, nước có thể dập được. Không tin cái việc nóng tính làm nằm lăn ra đất có thể giúp được các bạn, các bạn thử nếu đây là một đống lửa đang cháy, có hai cách để Pepper dập tắt nó. Một là Pepper không cho nó có oxy, đúng không? Nhưng bây giờ không cho có oxy thì không lẽ bây giờ mình ngừng thở để não mình ngừng suy nghĩ, cũng hơi khó ha. Thôi mình cho cách khác, đó là mình cho nước vào. À, vậy thì mình uống nước, mình đang là cục lửa, mình đang nóng tính, mình đang cục lửa, mình uống nước. Cái thứ hai là mình cho cát vào. Nếu như đây là một đống lửa, Pepper dùng cát nhiều hơn Pepper đổ vào thì tự động là cái đống lửa đó cũng tắt đi, phải không? Thế thì mình thử nằm lăn ra đất, mình lăn mấy vòng thử xem, rất là thoải mái và rất là vui tính, rất là hài hước. Và điều thứ ba, Pepper thật sự cảm thấy nó hiệu nghiệm với những người nóng tính theo kiểu là nóng thường xuyên và trong ngày thì cứ ngày nào cũng có cái giờ nóng tính của mình, đó là các bạn hãy học cách suy nghĩ hài hước hơn với từng câu chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. Đây cũng là điều Pepper đã cố gắng làm trong rất nhiều năm. Từ nhỏ Pepper được nuôi dạy bởi quá nhiều nền văn hóa, và Pepper được nuôi dạy bởi quá nhiều người nóng tính, nên là cái sự nóng tính của Pepper nó góp nhặt từ người này người kia, và nó thành ra mình thì là một cái cục lửa. À không, mình là một cái núi lửa, mua lại điện thoại rất là nhiều lần, nóng tính lắm các bạn. Và mình đã điều trị cái việc nóng tính của mình mà mình thấy rất hiệu quả. Ngoài cái việc nhớ để uống nước, nhớ để lăn ra đất, việc thứ ba, hài hước với từng câu chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. Ví dụ, mình cho một người bạn mượn tiền, và người bạn đó hứa với mình là một tháng trả.
Câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi các bạn. Thời đó là Pepper còn rất là nóng tính, kiểu 21, 22 tuổi. Người bạn đó nói là mày cho tao mượn đi đúng một tháng nữa là tao sẽ trả cái tiền đó lại cho mày. Đúng một tháng là mình phải đóng tiền học đợt kế tiếp. Thì đúng một tháng bạn đó không trả cho mình. Còn 3 ngày nữa đóng tiền học, mình không có tiền đóng tiền học thì mình sẽ bị miss cái term đó, miss một cái semester. Là mất hết 3 tháng là mình sẽ rất là waste time, rất là mất thời gian. Thế là mình rất là đóng tiền học rất quan trọng với mình, và mình đã luôn luôn có một cái sự chuẩn bị là trước một cái semester nào thật ra là mình đã chuẩn bị đủ để đóng tiền học rồi, và mình không biết làm gì với nó hết, và mình không thể nào chạy qua bên phòng nó làm. Thì mình đã học cái cách như thế này, mình suy nghĩ hài hước, mình ngồi xuống, mình nhắm mắt lại, mình tập trung vô hơi thở mình, và mình tự nói với mình là chắc kiếp trước mình nợ nó, chắc kiếp trước mình vay tiền nó mình cũng trả trễ, nên kiếp này nó trả trễ mình quê. Mình tự nói, mình tự thấy mắc cười, mình tự cười. Xong mình kiếm nước mình uống, và mình tự nhắn tin cho nó là không sao, chắc kiếp trước tao nợ mày, tao đã trả mày tiền nó hơi trễ một chút, nên bây giờ kiếp này mày trả lại tao tiền trễ, coi như mình quê nhé hết. Thế nó cười hì hì, nó nói là đích thân nó sẽ lên xin lỗi trường, và đích thân nó sẽ thông báo với trường là mình sẽ đóng học trễ, và sẽ chịu trách nhiệm với cái việc là nó bị phạt, hay là bị phạt học phí, hay là phạt trễ học phí, hay là như thế nào. Nó sẽ hỗ trợ mình việc đó và nó sẽ có trách nhiệm. Thật ra thì sau một cái lúc mà mình nhắn tin cho bạn, mình không hề chỉ trích và phán xét cái việc bạn trả tiền trễ cho mình, mà mình còn thêm một cái việc nữa là mình hài hước và mình cảm thấy là cái việc đó nó không có vấn đề gì, mình tha thứ cho bạn. Thì bạn đã giúp mình được rất nhiều việc sau đó, và đó cũng là cái mà mình cảm thấy là mình học được một bài học hay. Đó là những việc mà mình nghĩ tưởng chừng như nó không hay, nhưng khi mình giải quyết được nó theo một cái cách hay nhất, thì thật sự là nếu có cách hay hơn thì mình hãy giải quyết theo cái cách hay hơn, chứ cũng không nên làm khó nhau với những cái việc lặt vặt như vậy. Bài tiếp Pepper muốn nói với các bạn đó là để chữa lành cái sự nóng tính của mình còn phải xem lại những điều làm mình ức chế, tất cả những điều làm các bạn ức chế và không hài lòng trong cuộc sống của các bạn. Đó sẽ là lúc các bạn sẽ cảm thấy khi mà những cái điều ức chế đó nó tồn đọng quá lâu. Ví dụ như mẹ bạn từ nhỏ tới lớn thường xuyên la mắng bạn, nên khi bạn lớn lên, bạn bị xã hội rồi nè, bạn bị trường lớp nè, bạn bè này, học hành này, rồi còn cha mẹ nữa, nên khi mà về nhà mẹ chỉ cần nói mình một câu, mình có khi sẽ bắt đầu sử dụng một cái giọng nói lớn tiếng, hoặc là mình có thể sử dụng một cái thái độ nào đó với mẹ mình. Và việc đó thật ra nó đã xuất phát từ cái sự tổn thương của mình từ rất là lâu, không phải do mẹ không, mà do rất nhiều người gây ra, do toàn xã hội xung quanh bạn, do một cái cộng đồng xã hội xung quanh bạn gây ra. Nhưng thật ra họ gây ra đó là quyền của họ, nhưng bạn lấy vào tâm trí bạn là quyền của bạn. Vì vậy, đây nó được gọi là nghệ thuật chữa lành những sự tổn thương trong quá khứ. Bạn phải nhận ra một phần lỗi là do bạn đã lấy những việc đó vào. Dĩ nhiên một phần lỗi là người khác mang tặng bạn. Nhưng bạn nên nhớ, từ thời Phật tại thế, Phật Thích Ca, cho tới những vị Phật khác, cho tới các vị Chúa và cho tới các vị Thánh khác, thì chúng ta chưa bao giờ ngừng lại cái việc sống tồn tại song song giữa người tốt và người xấu. Vì vậy đừng đổ tội cho bất cứ ai la mắng bạn, chỉ trích bạn, chửi bới bạn, mang đến một ngày tồi tệ cho bạn. Đừng đổ tội cho họ. Việc thông minh nhất bạn có thể làm đó là bước ra khỏi cái chỗ đó, từ tâm trí cho tới thể xác, để mình không mang những cái sự tổn thương và mình không mang những cái sự thất vọng đó quá nhiều. Nếu bạn thật sự nóng tính, bạn phải coi lại: một, cách bạn lấy tổn thương vào hàng ngày; hai, những tổn thương và sự thất vọng đang tồn tại sẵn trong tâm trí và trái tim bạn; ba, những điều bạn không hài lòng ở cuộc sống hiện tại, những điều bạn không hài lòng bởi chất lượng sống hiện tại của bạn đang xảy ra điều gì. Đó là những điều bạn cần phải xem xét lại trước khi các bạn có thể uống nước, lăn ra đất, suy nghĩ hài hước hơn, và điều quan trọng, học thiền cùng với Pepper. Nha các bạn, học thiền cùng với Pepper không phải là đến học với Pepper để học thiền, mà là chúng ta sẽ cùng là những thiền sinh trong thế giới thiền. Đúng không?